Hôm nay cô làm tôm rằm thịt rau cúc dừa, các em có thích thì chúng ta cùng nhau làm nhé. Nguyên liệu gồm có nửa ký tôm và 300g thịt. Thịt mua về cô cạo rửa sạch sẽ xong rồi cô cắt ra vừa miếng. Cô mua ướp với lại muỗng muối, muỗng đường, muỗng bột canh, miếng nước mắm. Không ướp nước mắm nha các em, tại vì mình thịt món này làm chung với tôm không bỏ nước mắm. Chỉ muối thôi nha, bỏ muỗng muối thôi. Bỏ nước mắm nó sẽ bị hôi, tôm hơi bị hôi á. Còn tôm mua về thì mình rửa sạch sẽ, mình để chỉ máu ra. Trên đầu cái mình lột, ở trong đầu nó có một cái cục dơ, cái mình lấy ra rồi mình đậy nắp cái đầu lại để cho ram cho nó đẹp á. Nhớ lấy cục máu dơ trên đầu ra với cái chỉ máu nha, hai thứ. Trên đầu nó có cái cục như cục phân trên đầu á, mình lấy ra cái cục tròn á, lấy ra dục. Rồi rửa sạch sẽ xong hết rồi. Cái mình để đây. Xào thịt trước. Thịt đã ướp đầy đủ hết rồi mình xào. Xào xong rồi á thì tôm mình có bỏ thịt thì các em ướp là một nửa củ tỏi, nửa cái củ hành đó các em. Chúc cô sẽ lên phần mô tả cho các em coi nha. Nửa củ hành, nửa củ, một củ tỏi, bạm nhuyễn bỏ vô. Xong rồi mình xào vậy nè. Xào chừng nào thấy nó chín đó các em. Rồi bỏ tôm, mà trong tôm thì có bỏ một chút muối, chút đường, chút bột canh. Rồi chút mình xào chung lại. Nãy thịt đó, trước khi xào thì cô có làm caramel á, nhưng mà không đỏ lắm. Nếu mà nó không có đỏ, làm caramel cho vàng mình bỏ thịt vô nhưng mà không đỏ, thấy không? Thì giờ cô phải thêm một chút nước tương đậm đặc vô nha. Muốn rửa canh nước tương đậm đặc bỏ vô. Tức là thịt bữa nay cô làm cô không có bỏ nước mắm, chỉ bỏ nước tương thôi. Nếu các em bỏ nước mắm thì có tôm nhiều nó sẽ khẳng, cái mùi tôm nó khẳng, nó không chịu nước mắm. Bây giờ ta lừa một muỗng canh nha, rửa nước tương xong rồi đổ vô trong cái thịt này nè các em, cho nó có một cái màu nó vừa mặn mặn mặn, nó vừa ăn á. Nước tương bỏ vô nó vừa ăn mà nó còn có màu đẹp đó các em. Cho nên bữa nay cô làm không có bỏ nước mắm, tại vì dưới lại lát cô sẽ cho một chén nước cốt dừa vô nữa. Nước tương với nước cốt dừa vô rất là hợp các em đó. Bây giờ đổ nước tương vô, tương vô thịt trộn cho đều nha. Đó, bỏ vô trộn đều hết thì chút nó sẽ ra màu đẹp mà nó vừa ăn nữa. Nãy cô có bỏ muỗng muối trong đây, cô nói muỗng muối, muỗng đường cát, muỗng bột canh. Bây giờ thêm một muỗng rưỡi nước tương đó là vừa các em, khỏi bỏ thêm nữa nha. Đó, còn ở bên tôm thì cô cũng bỏ thêm đồ, cũng ăn cái nửa muỗng muối, nửa muỗng đường, nửa muỗng bột canh bên tôm á. Cô bỏ xong, ướp xong rồi, với củ tỏi, củ hành cũng ướp bên đó. Giờ thịt chín là cô sẽ đổ tôm vào xào nha. Tại tôm chín xào thịt các em. Tôm, mà các em nhớ hả, làm tôm là đừng bao giờ nêm nước mắm nha. Tôm mà riêng nêm nước mắm là rất là tệ, nó hôi lắm. Đó, đổ tôm vô. Đồng thời mình đổ nước cốt dừa vô luôn. Bây giờ mình ra mình trộn cho đều để chút nữa. Cái miếng tôm thì bản thân của nó là đẹp rồi, cái nó có màu đẹp rồi, khỏi cần bỏ gì hết nha. Còn thịt thì cái nãy cô có bỏ nước tương cho có màu đẹp á, là đủ là màu vậy được rồi. Các em đừng có chế thêm, mình râm tôm thịt mình đừng có chế thêm màu đều nữa nha. Tại vì thịt thì mình làm caramel với lại nước tương rồi, còn tôm thì nó có màu đẹp rồi, đừng có nên bỏ màu vào đều vô nữa, không nên, bỏ vô nó dở lắm. Rồi các em xào trộn tiếp nha, trộn tiếp cho đến khi nó rút, thịt nó chín mà nó rút nước là tôm cũng rút vô, là cái chảo thịt này rất là ngon. Tại vì hồi nãy cô xào tôm á, thịt vừa chín á, cô xào tôm vô, cái cô đổ nước cốt dừa vô luôn á. Bây giờ cái miếng tôm á, nó cũng có nó không còn đỏ như nãy nữa, tại vì nó bỏ cốt dừa vô thì thường là mỗi món ăn bỏ cốt dừa thì nó sẽ trắng bớt, em nó không có đỏ đẹp, nhưng mà rất là ngon, nó béo. Nó béo nước cốt dừa nó ngon hơn là béo dầu béo mỡ, em thấy không? Quá ngon, thấy chưa? Bây giờ tôm với thịt nó gần cạn rồi các em. Nó cạn làm lấy làm nó ăn. Tại vì nó
nó cạn làm cái tôm này không thể khô queo được, tôm là có nước cốt dừa nè, nó chỉ càng sạch sạch là mình ăn được em, chứ không có làm cạn queo như là tôm rang dầu nghe. Tôm này rang vì có nước cốt dừa nó sạch lắm, lát em sẽ thấy nó ra nó sạch sạch rồi mình múc ra dĩa vậy đó. Đây bây giờ tôm đã chín rồi mình múc ra dĩa các em. Tôm chín nó ngon rồi đó, nó thấm rồi, các em thấy sạch sạch không? Tại vì tôm này mình làm nó có nước cốt dừa, nó không thể nào mà cặn queo được, nó phải còn sạch sạch thì nó mới ngon nha. Giờ mình sắp thịt ở dưới rồi tôm trên cho nó đẹp nha các em. Rồi bây giờ mình đã sắp tôm vô, chín rồi đó, giờ bỏ tôm vô để em bắt ngồi mình thưởng thức nha các em. Món này rất là tuyệt vời, nếu mà ăn cơm là rất là bắt em. Cơm tôm thì rất là ngọt, thịt thì rất béo. Còn nước cốt dừa, cái mùi nước cốt dừa nó hòa quyện vô hai cái món này quá tuyệt vời các em. Cho nên bữa nay ăn cơm nhà cô, bữa nay ăn cơm thì có dưa leo nữa các em. Kẹp dưa leo vô ăn rất ngon. Đó, các em nhớ bấm cho cô một like đăng ký kênh cho cô nghe. Tạm biệt các em nhé. Thật